Ok, streaming light. Rồi, các bạn thông cảm chút. Chắc là mạng nó vừa bị rớt á. Cái nào? Ok. So, good. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại màn hình với lớp mình nhé. Good. So, chúng ta gạch chân những cái từ quan trọng. Ok, Nummer 4. Mittwoch. Cái nào? Các bạn lưu ý đến cái thông tin là Mittwoch. Ja, und frei haben. Genau. Was bedeutet frei haben? Frei haben. Động từ này có nghĩa là gì nhỉ? Có ai biết không? Ja. Schauen wir mal. Was bedeutet frei haben? Oh, it's too much light. Không hiểu sao hôm nay cái đường truyền internet nó hơi bị kém nhá. Rồi mong mọi người thông cảm ha. Rồi. Good. Noch einmal, Nummer 4. Was bedeutet frei haben? Ở đây chúng ta có động từ frei haben. Yeah. So, jemand hat frei. Also, các bạn biết từ frei đúng không? Yeah, frei có nghĩa là yeah, also có rất là nhiều nghĩa. Yeah, frei, aber haben, frei haben ist ein Verb. À, nhiều bạn nói là ich bin frei. Ich bin morgen frei. Das stimmt nicht. Yeah, ich habe morgen frei. Genau. Yeah. So, ở đây có nghĩa là vào thứ tư thì Frau Stein không phải đi làm. Yeah, không có Termin. Genau. So, bây giờ chúng ta nhìn vào đoạn text. Thông tin nào giúp cho các bạn có thể lựa chọn được phương án đúng ở đây? Ở đây trong cái đoạn text này chúng ta có nhìn thấy từ Mittwoch ở đâu không? Nein, đúng không? Nein. Genau. Giờ mà các bạn phải tự suy luận. Also heute ist Dienstag. Und morgen Dienstag có nghĩa là thứ ba, yeah. Montag, Dienstag và ngày tiếp theo của ngày thứ ba phải là ngày thứ tư, Mittwoch. Ich habe morgen ein Gespräch mit dem guten Maybach. Also hier. Câu này giúp cho chúng ta lựa chọn được phương án đúng ở đây. Also, das bedeutet, Frau Stein hat morgen einen Termin. Sie hat ein Gespräch mit einem Kunden. Ja, das heißt, sie hat morgen nicht frei. Genau, Nummer 4 ist falsch. Ja, so ist es. Genau. Und Nummer 5. Frau Stein will am Freitag Dr. Falk treffen. Rồi, ở đây chúng ta nên gạch chân những từ quan trọng nào nhỉ? À, Freitag. Zeitangabe. Ja, thông tin về thời gian. Dr. Falk treffen. Genau. So, stimmt das? Also gucken wir auf den Text. Okay, aber am Freitag bin ich ab 8 Uhr wieder im Büro. Bitte machen Sie mir für 11 Uhr einen Termin mit Dr. Falk. Bitte machen Sie mir einen Termin mit. Ah, einen Termin. Der Termin bedeutet. Ah, guck hin. Ja, genau. Der Termin. Cuộc hẹn có nghĩa là gì? Bà Stein, ja, muốn gặp Dr. Falk. Genau, also Nummer 5 ist von daher richtig. So ist es. Ja, các bạn thấy là gì nhỉ? Trong đoạn text chúng ta không hề nhìn thấy động từ treffen. Nein, ja, mà họ sử dụng những cái cách diễn đạt khác và chúng ta phải đọc hiểu và chúng ta suy luận. Genau, ja. Nhưng mà những cái từ như là einen Termin machen oder jemanden treffen, ja, và cái ngày tháng trong tuần
Đấy là những cái vốn từ vựng căn bản ở trình độ A1. Nếu như bạn nào chưa nắm chắc thì các bạn nên ôn tập lại từ vựng ở trình độ A1 nhé. So, alles klar, yeah? Good, dann kommen wir zu Teil 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần 2 của phần thi đọc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đọc đề bài. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 6 bis 10. Wo finden Sie die Informationen? Kreuzen Sie an A oder B. Okay. So, Nummer 6. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được genau, also những cái thông tin nhá về một cái website. Genau, và chúng ta sẽ phải đọc cái tình huống mà họ đưa ra và chúng ta tìm được cái website phù hợp với yêu cầu. Yeah. So, Nummer 6. Sie wollen viele Freunde zu Ihrem Geburtstag einladen. Sie suchen einen Ort. Giống như những bài trước, khi mà chúng ta đọc đề bài, chúng ta nên gạch chân những cái từ quan trọng. Ok. Trước tiên, viele Freunde. Geburtstag. Genau. Und einen Ort. Ok. So, was passt? A oder B? Các bạn hãy viết câu trả lời của mình vào dưới phần bình luận. Ok, chị Mai, 6A. Danke. Thị Hương Trần, Thị Hương Trần, B. Mộc Miên, 6A. Danke. An Dương Thúy, auch A. Yeah. Okay. Also, dann haben wir Thảo Nhi, auch A. Okay. Hallo, chị Lan Anh. Yeah. Okay. Gut. Hầu như tất cả các bạn đều chọn phương án A. Yeah. Vielen Dank. Giờ bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là vì sao lại là phương án A nhé. Giờ, good. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông tin ở trên cái website này nhé. Raum für Tanz, Sport, Hochzeiten und andere private Feiern zu vermieten. Ok. Raum, das heißt Zimmer. Ja, Gefang. Genau. Und hier, also bei Nummer B, schöne Zimmer und Apartments für 2 bis 12 Wochen im Großraum Köln zu interessanten Preisen. Also, ở đây họ cho thuê cái gì nhỉ? Zimmer und Apartments. Ja, für 2 bis 12 Wochen. Das passt nicht. Chúng ta chỉ cần một địa điểm để tổ chức sinh nhật thôi. Ja? Ở đây các bạn không thấy từ Geburtstag. Nhưng chúng ta có thể suy luận ra từ also andere private feiern. Andere private feiern. Ja? Feier, das bedeutet wie die Party. Ja? Cái buổi tiệc, tiệc cá nhân. Genau. Và phương án đúng sẽ là A. Ja? Sehr gut. Okay. Hầu như tất cả các bạn đều trả lời đúng. Ja? So, các bạn phải đọc kỹ đề bài để xem là đề bài họ yêu cầu mình tìm cái gì nhá, với cái tình huống như thế nào. Rồi, Nummer 7. Der Computer ist kaputt. Sie können ihn nicht allein reparieren. Okay. Was ist die richtige Antwort? Okay. Rồi, Tâm An Nguyễn Feld A, nhá. Okay, danke. Okay, Viên Sỏi Trắng und Quang Trần auch A. Phương Huyền Nguyễn, Nguyễn Hằng auch A. Sehr gut. Okay.
Rồi, phiên trọng. Rồi, và phương án A là phương án chính xác ở đây nhá. Cái nào? Also, ở đây các bạn có thể dễ dàng nhận ra động từ reparieren. Reparieren có nghĩa là gì nhỉ? À, sửa chữa nhá. Cái nào? Và trong quảng cáo A thì các bạn thấy là chúng ta có danh từ Reparatur oder Reparaturen. Ja, genau. Also reparieren ist das Verb und die Reparatur ist das Nomen. Ja, genau. Một cái là động từ, một cái là danh từ. Genau. Gut. Còn phương án B ở đây là gì? Chúng ta cũng thấy có từ computer. Ja, computer. Nhưng mà họ... Also họ bán. Genau, họ bán chứ không phải là họ sửa chữa. Nhá, và ở đây mình cần một cái nơi để sửa máy tính cho mình. Cái nào? Phương án A là phương án chính xác. Sehr gut. So, Nummer 8. Sie möchten am Samstagabend mit Freunden tanzen gehen. Was ist die richtige Antwort? Okay, so B ist richtig. Okay. Mhm. Bạn, genau. Bạn Mộc Miên, Tâm An, Nguyễn Tiến, Trần Tiến Đạt. Okay. Hannah Phạm, Hiền Nguyễn, Phương, Yến My, Trần Minh, Thúy, oder Thúy, oder so, ja. Nguyễn, chị Mai, ja. Lam Ut. Genau, alle haben B gewählt. Okay, sehr gut. So, und B ist die richtige Antwort. Und warum denn? Warum ist B richtig? Ja, các bạn thấy thông tin gì ở đây nhỉ? Mhm. So, trước tiên chúng ta sẽ gạch chân những cái từ khóa quan trọng. Ha? So, Samstagabend. Samstagabend. Ja, und Freunden. Und tanzen gehen. Genau. Und tanzen gehen. Alles klar. So. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là vì sao phương án A lại không chính xác. Tanzschule Renz. Ở đây chúng ta thấy là gì nhỉ? Họ có những cái Tanzkurse. Also ich weiß nicht, was denn los mit meiner Maus ist. So, Tanzkurse. Genau. Tanzkurse bedeutet những cái khóa học nhảy. Ja? So, còn phương án B thì sao? Das neue Tanzrestaurant. Tanzrestaurant. Ja. Erst gut essen und dann tanzen. Die ganze Nacht. Ja. So, und ở đây họ mở cửa đến khi nào? Vào những ngày nào? Freitag und Samstag. Bis 4 Uhr. Früh. Ja. Có nghĩa là gì nhỉ? À, ở đây cái người này họ chỉ muốn đi nhảy với bạn bè vào tối thứ bảy thôi. Nhá, chứ không phải đi muốn đi học nhảy. Cái nào bởi vậy? Phương án A không phải là phương án phù hợp cho cái tình huống mà họ đưa ra. Yeah? Mà phải là phương án B. Sehr gut. Okay, Nummer 9. Sie möchten am Wochenende Fußball spielen. Was ist richtig? Mhm.
Rồi, viên sỏi trắng, B, ok. Thiện nhân, B. Tiến đạt, B. Chị Mai, A. Trần Minh Thúy, B. Tâm An, A. Ok. Ok, B, B, und B. Ok, hầu hết tất cả các bạn đều chọn là phương án B. So, vielen Dank. Good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem phương án đúng sẽ phải là gì nhá. Giờ phương án đúng sẽ là B. Genau. Ok, rồi chúng ta sẽ xem trước tiên là vì sao phương án A lại không phù hợp nhá, sẽ không phù hợp ở đấy. Rồi, zuerst, yeah, trước tiên vẫn là chúng ta gạch chân những cái từ khóa. Rồi, Wochenende. Am Wochenende. Ja, und Fußball spielen. Aha, Fußball spielen. Okay, phương án A ở đây chúng ta có gì nhỉ? Basketball, Fitness, Fußball und mehr. Montags bis Donnerstags. Montags bis Donnerstags. Có phải là Wochenende không? Also chúng ta đọc in đây là chúng ta biết là không phải rồi, đúng không? Wochenende bedeutet Samstag und Sonntag. Genau. Ở đây họ chỉ mở vào trong tuần thôi nhé. Yeah. Vì vậy phương án A không phải là phương án chính xác. Genau. Và phương án B các bạn có thể dùng phương pháp loại trừ hoặc là các bạn yeah, phân tích một chút. Also, Fußballclub. Yeah, das ist ein Fußballclub. Und genau, also sonntags, 10 bis 12 Uhr. Sonntags, das bedeutet Wochenende. Ja? Yeah? Also Nummer 9, B ist es. Okay, also ở đây chúng ta lưu ý đến cái cụm này về thời gian. Mm-hmm. Gut. Und die letzte Aufgabe von Teil 2. Nummer 10. Sie studieren und möchten ein bisschen arbeiten. Was ist richtig? Okay, Dũng, Chancy, A. Okay, Quang Trần, Thi Khương Trần, auch A. Yeah, okay. Gut. So, fast alle haben A gewählt. Okay, vielen Dank. So, war Phương An chính xác, war Phương An. Genau, das ist A. Yeah, good. Rồi, trước tiên chúng ta gạch chân những cái từ quan trọng. Mm-hmm. Sie studieren. Studieren có nghĩa là gì nhỉ? Let me. À, studieren có nghĩa là học đại học. Yeah, studieren. Und ein bisschen arbeiten. Genau. Arbeiten. Yeah, người này học đại học và muốn đi làm một chút. Một chút thôi. Yeah, also nicht viel. So, và phương án B, vì sao lại không chính xác? Ja, also junge Verkäuferin, gesucht für Zeitungskiosk. Und, ja, also wie lange muss man arbeiten? 24 Stunden pro Woche. Nee, das ist 42 Stunden pro Woche. Genau, 42 Stunden pro Woche. Das heißt, man arbeitet da Vollzeit. Ja, Vollzeit. Đoàn thời gian. Ja, und hier auf der linken Seite phương án A, ja, chúng ta sẽ xem là họ yêu cầu cái gì. Unsere Bäckerei. Ja, ở đây họ không hỏi chúng ta là làm việc ở đâu. Ja, so, wir suchen eine junge Frau oder einen jungen Mann im Verkauf am Samstag. Am Samstag von 7 bis 11 Uhr. Okay, das passt. Ja, bởi vì sao? Bởi vì cái người này người ta chỉ muốn đi làm một chút thôi. Ja, và phương án A là phương án chính xác.
Ok, sehr gut. Ja, das war Teil 2. Các bạn thấy phần thi này như thế nào? Ja, phần 1 và phần 2 các bạn thấy như thế nào? Es schwer. Nó có khó không nhỉ? Nếu mà khó thì khó ở phần nào? Nein, rồi viên sỏi trắng nói là không khó. Ok, sehr gut. Có bạn nào đang học ở trình độ A1 hay không? Tất nhiên là những bạn đã học đến trình độ A2, B1, B2 thì làm bài này rất là dễ rồi. Nhưng mà các bạn đang học trình độ A1 á. Rồi, không khó. Ok, sehr gut. Ziemlich leicht. Ok. À, bạn Helen Phạm nói là không đọc kỹ đề là dễ bị lừa. Đúng rồi. Cái nào? Nếu bây giờ mình phân tích ra để hiểu thì tất nhiên là nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không? Còn khi mà các bạn vào phòng thi với cái cả áp lực về thời gian thì các bạn thì nó sẽ lại khác. Cái nào? Nhưng mà quan trọng ở đây là các bạn nắm được cái cấu trúc của đề thi, yêu cầu của đề bài và những cái strategien, kỹ năng để chúng ta làm cái bài này nhá, và các bạn có thể áp dụng được cho bất cứ cái đề thi nào. Rồi, ok, good. Rồi, có một số bạn là đang học A1 này, đang chuẩn bị thi A1, sehr good. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến phần thứ ba, của phần thi đọc. Cái nào, Teil 3. Lesen Sie die Texte und die Aufgaben 11 bis 15. Kreuzen Sie an richtig oder falsch. Ok. Rồi, bây giờ các bạn hãy đọc đề bài và chọn phương án đúng. Và lưu ý là không sử dụng từ điển nhé. Genau, kein Wörterbuch. Ok, Nguyễn Văn Tân làm đúng tầm 10 đến trên 15 câu. Nicht schlecht. Đúng rồi, cái nào nhiều bạn nói là bị đề lười. Bởi vậy, chúng ta phải đọc kỹ đề bài, gạch chân những cái từ khóa quan trọng nhá. Rồi, Tâm An chọn là falsch. Mộc Miên auch falsch. Quang Trần richtig. Viên sỏi trắng falsch. Ok. Rồi, Thúy Nguyễn hoặc là Thủy Nguyễn. Richtig. Ok. Falsch, falsch. Rồi. Ở đây chúng ta có phân vân giữa cả hai phương án là richtig oder falsch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái đề bài này. Rồi, ở đây chúng ta có cái tình huống họ đưa ra là vor einem Blumenladen. Blumenladen bedeutet cái tiệm bán hoa. Ok, rồi và cái câu mà họ đưa ra trong bài này. Am Sonntag Vormittag bekommen Sie hier Blumen. Chúng ta gạch chân từ nào nhỉ? Sonntag Vormittag. Und Blumen bekommen. Genau. Stimmt das? Also, ở đây chúng ta sẽ đọc cái thông báo. Liebe Kunden, ab sofort haben wir auch sonntags von 9 bis 12 Uhr für Sie geöffnet. Geöffnet, das bedeutet mở cửa. Mở cửa vào Sonntag von 9 bis 12 Uhr. 9 bis 12 Uhr, das bedeutet Vormittag. Vormittag có nghĩa là vào buổi sáng, Vormittag. Từ 12 giờ đến 18 giờ, cái nào chúng ta có Nachmittag und Abend, der Abend. Ở đây phương án lựa chọn sẽ là
Richtig, genau. Sie bekommen hier Blumen. Das heißt, man kann hier Blumen kaufen. Ja, weil der Laden ja geöffnet ist. Ja, khi ta mở cửa có nghĩa là chúng ta có thể tới đây và chúng ta mua hoa. Ja, genau. Deswegen ist Nummer 11 richtig. So ist das. Rồi, có một số bạn bị đánh lừa ở đây, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo, Nummer 12. Okay. Nummer 11. Falsch. Richtig. Okay, das haben da schon vorbei. Ja, Nummer 12. Falsch. 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 Okay. Falsch. So, phần lớn các bạn đều chọn là falsch. Warum denn? So, và phương án chính xác ở đây chúng ta có falsch. Ja, Nummer 12 falsch. Rồi, chúng ta sẽ cùng phân tích cái bài này. Im Restaurant. Nhà hàng. Ja. Jeden Montag bietet das Restaurant indisches Essen an. Okay. Jeden Montag. Das Restaurant, ja, chúng ta không cần phải gạch chân nữa bởi vì chúng ta biết là người ta đang nói về cái nhà hàng. Und indisches Essen. Indisches Essen, das bedeutet đồ ăn, món ăn Ấn Độ. Ja. Anbieten. Anbieten có nghĩa là cung cấp. Ja. So, stimmt das? Chúng ta sẽ cùng đọc cái thông báo này. Liebe Gäste, im nächsten Monat kocht bei uns ein Koch aus Kalkutta indische Spezialitäten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Okay. Ở đây vì sao câu này là falsch? Các bạn nào tìm thấy thông tin không? Có phải là jeden Montag không nhỉ? Nee, ja, sondern im nächsten Monat. Có nghĩa là gì? Vào tháng tới nhá, vào tháng tới thì họ mới cái nào cung cấp cái đồ ăn cái đặc sản. À rồi ở đây người ta không dùng từ Essen mà người ta dùng từ Spezialitäten, có nghĩa là những cái món ăn đặc sản nhá của Ấn Độ. Và ở đây thông tin này nó không phù hợp cái nào với cái tình huống mà đề bài đưa ra, bởi vậy nên chúng ta sẽ chọn phương án falsch. Ok. Những bạn nào chọn falsch sẽ có thêm một điểm cho mình nhá. Giờ, nummer 13. Das ist richtig. Oder das, ja, ist diese Aussage richtig oder falsch? Okay. Nummer 13, Guangchen chọn là falsch. Also, Tâm An chọn là falsch. Auch. Falsch, falsch. Okay. Richtig, Lam U hat richtig gewählt. So, falsch, falsch. Okay, so, vielen Dank. Rồi, phương án chính xác ở đây là falsch. Genau, 13 falsch. Rồi, ở đây chúng ta có một cái tình huống ở đâu nhỉ? Straßenbahn. Straßenbahn có nghĩa là
cái tàu điện chạy trên phố nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đọc cái câu đề bài đưa ra. Es ist der zweite Mai. Also der 2. Mai, 21 Uhr. Mhm. Sie können jetzt nicht, các bạn lưu ý cái từ phủ định ở đây, nicht zum Bahnhof fahren. Okay. Kann man nicht zum Bahnhof fahren am 2. Mai um 21 Uhr? Also, chúng ta sẽ cùng đọc cái thông báo nhá. So, ab ja, also ab 1. Mai nur bis Hauptbahnhof. Genau. Có nghĩa là gì nhỉ? Từ ngày 1 tháng 5 thì cái tàu nó chỉ chạy cho tới Hauptbahnhof, nhà ga chính thôi. Ở đây, mùng 2 tháng 5 có nghĩa là sau cái ngày mà họ đưa ra trong thông báo, yeah, mình không thể đi đến nhà ga chính. Stimmt das? Nếu như bạn đi đến nhà ga chính Hauptbahnhof thì các bạn vẫn đi bình thường, yeah, không ảnh hưởng gì cả. Nó chỉ ảnh hưởng những cái chuyến, yeah, đi tới Hochting. Genau. So, Nummer 13 ist falsch. Also, man kann, ja, zum Hauptbahnhof fahren. Also nicht, man kann nicht. Bạn lưu ý cái từ này, nhá. Cái từ nicht, những cái từ phủ định. Những cái câu mà thường hay có những cái phủ định, các bạn phải cẩn thận với cái câu đó. Nhá. Rồi, ok. Good, number 14. Ok, Lam Út, Mộc Miên, Nguyễn Gia Linh, Thiện Nhân haben richtig gewählt. Ok, alle haben richtig gewählt. Mm-hmm. Ok, vielen Dank. So, und die richtige Antwort ist richtig. Mm-hmm. Sehr gut. So, warum ist es richtig? Mm-hmm. Ở đây chúng ta sẽ cùng xem về bài yêu cầu cái gì. Ja, an eine Haustür, ja, cái cửa vào ngôi nhà. Also, Sie können die Wohnung nicht besichtigen. Ah, die Wohnung nicht besichtigen. Các bạn lại lưu ý cái từ phủ định, nicht, ja, nicht besichtigen. Eine Wohnung besichtigen bedeutet, xem nhà, ja, xem nhà. Also không phải là chỉ có nhìn, sehen, mà là nhìn ngắm nhá. Genau, eine Wohnung besichtigen. Ví dụ như các bạn muốn tìm một cái căn hộ để các bạn thuê, thì các bạn sẽ phải đến đó để coi nhà, nhá, để xem nhà. Thì chúng ta sẽ dùng động từ là besichtigen, nhá. Eine Wohnung besichtigen. So, ở đây trong thông báo họ đưa ra thông tin gì đấy? Es gibt leider keine Besichtigungen mehr. Mm-hmm. Die Wohnung ist schon vermietet. Ah, leider keine Besichtigungen. Genau, keine Besichtigungen. Besichtigung ist das Nomen, ja, là danh từ và động từ là besichtigen. Keine Besichtigung, nicht besichtigen. Genau, das ist richtig. Ja, người ta không thể đến xem ngôi nhà nữa vì cái căn hộ nữa vì căn hộ đã cho thuê rồi. Cái nào bạn nào chọn phương án richtig thì sẽ có thêm một điểm nữa nhá. So, und die letzte Aufgabe von Teil 3. Nummer 15. Richtig oder falsch?
Rồi, có bạn chọn là richtig. Ok, tâm an, falsch. Ok. Rồi, thiện nhân, falsch. Quang Trần, richtig. Hannah Phạm, richtig. Mộc Miên, auch richtig. Ok. Falsch oder richtig. Ok. Rồi, đây chúng ta có hai phe. Một phe là richtig, một phe là falsch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là ai trả lời đúng ở đây. So, Nummer 15. Also, die richtige Antwort ist falsch. Genau, 15 falsch. Warum? Schauen wir mal. Im Bahnhof. Bahnhof. Có nghĩa là gì nhỉ? Nhà ga. Bến tàu. Der Bahnhof. Ab 22 Uhr können Sie keine Fahrkarten mehr kaufen. Okay, ab 22 Uhr. Keine Fahrkarten. Stimmt das? Các bạn lại lưu ý đến cái từ phủ định ở đây, mạo từ phủ định là keine. Keine, das heißt man kann nicht. So, und was steht hier? Okay. Ab 22 Uhr sind unsere Schalter geschlossen. Okay, geschlossen, das heißt đóng cửa. Aber was ist geschlossen? Die Schalter. Schalter geschlossen. Schalter có nghĩa là gì nhỉ? Cái quầy bán vé. Cái quầy mà các bạn gặp cái nào những cái người nhân viên của nhà ga, các bạn thì mua vé trực tiếp ở đó. Thì họ đóng cửa cái quầy đó. Fahrkarten bekommen Sie dann an unseren Automaten. Genau, Fahrkarten und Automaten. Có nghĩa là gì nhỉ? Sau 22 giờ thì cái quầy nhá, quầy bán vé đóng cửa và vé các bạn có thể mua được tại máy bán vé tự động. Automat. Ở đây đề bài đưa ra là không thể mua vé thì là sai. Das ist nicht richtig. Không thể mua vé tại quầy thôi nhá, chứ vẫn có thể mua vé tại máy bán vé tự động. Rồi, lại một cái câu nữa chúng ta bị lừa, đúng không? Phải đọc kỹ đề bài nhá. Cái nào? Rồi, và phương án đúng chúng ta cần lựa chọn là falsch. Ok. Alles klar, Good. Thì đó là cái phần thi đọc. Rồi các bạn, như một số bạn đã nói là cái phần thi này nó không khó lắm. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta phải đọc kỹ đề bài. Đấy, các bạn cũng có nhận xét là có nhiều cái câu mà họ đưa ra họ hơi có đánh đố mình nhé. Tức là nó có cái mẹo để mà khiến cho mình chọn cái phương án sai nhé. Thế nên là khi các bạn muốn đạt được điểm cao á, thì các bạn nên đọc kỹ bài nhé. Đọc kỹ đề bài và mình sẽ gạch chân những cái từ khóa quan trọng nhé. Gạch chân những cái từ khóa quan trọng và khi mà chúng ta đọc chúng ta chú ý vào cái nội dung đó. Cái nào? Và như đã nói các bạn cần ôn tập lại cái vốn từ vựng của mình. Đấy thì vốn từ vựng các bạn càng tốt thì các bạn đọc hiểu cũng sẽ càng tốt hơn. Ok. Rồi, alles klar. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo là phần thi schreiben. Rồi, ở phần thi này chúng ta sẽ có hai bài tập. Bài tập thứ nhất, Sie füllen ein Formular aus. Các bạn sẽ phải điền thông tin vào một cái đơn. Các bạn sẽ nhận được một cái đề bài như thế này. Có thông tin về một cái người nào đó. Rồi và nhiệm vụ của các bạn sẽ phải là điền cái thông tin đó vào trong cái formula này. Thì mình thấy là cái phần thi này hầu như không có ai gặp khó khăn hết. Nó là một cái phần để mình ăn điểm ạ. Các bạn đọc kỹ đề bài. Ở đây có nhiều bạn học sinh của mình, kể cả những cái học sinh mà mình dạy là những cái bạn nhập cư ở bên Đức ạ. Các bạn không hiểu đề bài, các bạn ý tự điền thông tin của mình vào đây. That's it fun, Không phải các bạn điền thông tin của bản thân mình, mà các bạn điền thông tin của cái người mà họ đưa ra trong đề bài. Ok? So it does, Thì đây là cái bài thứ nhất của phần thi viết. Rồi, sang phần thứ hai. Ở đây các bạn sẽ phải viết một bức thư.
Yeah, also schreiben Sie einen großen Text. Rồi, một cái đoạn văn ngắn, thông thường là một cái bức thư. Các bạn sẽ đọc đề bài, yeah, và làm theo cái nội dung mà đề bài yêu cầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc một cái đề bài mẫu. Yeah. Rồi, Sie möchten Ihren Geburtstag feiern und Ihre Freundin Susanne einladen. Schreiben Sie an Susanne. Warum schreiben Sie? Tag und Uhrzeit? Kommen, wie? Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze, auf den Antwortbogen circa 30 Wörter. Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß. Okay. Rồi, các bạn, khi mà các bạn đã học đến phần đến trình độ A1 thì các bạn cũng sẽ phải học đến cả cách viết thư, đúng không? Yeah. Rồi, khi mà chúng ta đọc một cái bài tập như thế này, trước tiên chúng ta phân tích xem đây là một bức thư formal or informal. Một bức thư hình thức hay là không hình thức, có nghĩa là trang trọng hay là thân thiết. Nhá. Rồi, thì khi mà chúng ta xác định được cái điều đó thì chúng ta mới có thể tìm được cái lời chào đầu thư và lời chào cuối thư phù hợp. Ok. Rồi, ở đây các bạn thấy là gì nhỉ? Freundin Susanne. À, người mà chúng ta viết, đối tượng mà chúng ta sẽ gửi bức thư này là một người bạn. Một người bạn thì có nghĩa là đây là một cái bức thư informal. Nhá, yeah, informal có nghĩa là không hình thức, nhá, yeah, có nghĩa là thân thiết. Cái nào? Rồi, và cái yêu cầu của đề bài, nhá, yeah, cái tình huống mà họ đưa ra đây là gì? Sie möchten Ihren Geburtstag feiern. À, có nhiều bạn ở đây bị nhầm khi mà các bạn đọc đến cái từ Sie. À, Sie ở đây các bạn lại nghĩ là cô ấy, là một người khác. Yeah. Cái nào? Nó không phải như vậy. Sie họ sử dụng, yeah, đại từ nhân xưng là Sie với, yeah, với cái mục đích là nói đến mình. Mình là cái người đọc đề bài. Tức là họ nói là gì nhỉ? Bạn hay là ông bà, ngài, yeah, muốn cái nào tổ chức sinh nhật. Tức là họ đang nói đến mình đó, chứ không phải nói đến người khác. Yeah. Cái nào? Có nghĩa là mình là người muốn tổ chức sinh nhật và muốn mời một người bạn tên là Susanna đến cái bữa tiệc đó. Bây giờ mình cần phải viết cho Susanna, nhá. Và với cái nội dung là gì? Hãy viết mỗi cái gạch đầu dòng từ 1 đến 2 câu. Ở đây có nhiều bạn, cái nào sẽ, mình biết là có nhiều bạn học thuộc văn mẫu, nhá. Đây là điều mà các bạn nên tránh. Cái nào? Tại vì sao? Khi mà yeah, có nhiều bạn trong cái phần thi viết, viết rất là tốt, viết rất là hay, câu cú rất là đúng ngữ pháp nhá, rồi từ vựng rất là phong phú, rồi thậm chí còn dùng những cái từ mà còn trên cả trình độ của mình nữa. Đấy, thế nhưng mà khi mà các bạn vào phần thi nói, có nhiều bạn không nói được gì hết, thì họ sẽ đặt câu hỏi nhá, họ sẽ đặt câu hỏi, người chấm thi sẽ đặt câu hỏi. Cái điều này các bạn nên tránh, bởi vì sao? Thứ nhất là khi mà các bạn học thuộc ấy, thì các bạn sẽ bước vào phòng thi, các bạn gặp một cái đề thi khác, các bạn không hiểu cái đề bài là gì, các bạn chỉ viết theo cái cảm tính của mình, theo cái mà mình còn nhớ thôi, thì nhiều khi là bạn sẽ dẫn đến các bạn viết sai cái nội dung mà đề bài đưa ra nhá. Cái nào? Vậy nên là các bạn cần nắm vững cái kiến thức căn bản. Bởi vì cái kiến thức ở trình độ A1 này á, nó sẽ là một cái nền tảng để giúp các bạn xây lên những cái trình độ cao hơn. Nếu như một ngôi nhà mà cái nền móng nó không vững chắc thì sao? Thì xây lên nó sẽ dễ dàng nó bị đổ, đúng không? Đấy, tức là vì càng học lên cao thì lại càng bị lung lay, không hiểu gì hết. Đấy, mà cả học mà không hiểu thì sẽ rất là chán. Đấy, thì chán thì chúng ta không có động lực học nữa. Thế nên là nhiều bạn bỏ giữa chừng. Yeah. Cái nào? Các bạn khi mà bắt đầu học tiếng Đức, hãy dành thời gian nhá, và nghiêm túc với cái việc học. Nếu như các bạn có một cái mục tiêu cụ thể đấy, thì điều đó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm rất là nhiều thời gian sau này nhá. Với cái trình độ A1 thì chỉ gọi là điều kiện cần thôi, chứ chưa có đủ để giúp các bạn có thể hòa nhập bên Đức nhá. Mà các bạn cần những cái trình độ cao hơn để khi mà sang Đức các bạn có thể đi học này, đi làm, rồi định cư tại Đức và quốc tịch Đức, vân vân. Đấy, thì cần tối thiểu là có trình độ B1. Đấy, thế nên là các bạn nên xác định là
mình học cho mình chứ không phải mình học cho người khác. Mình học để đối phó nhá. Cái nào hãy dành thời gian nhất định cho cái việc học. Cái nào? Ok, rồi, chúng ta đã phân tích đề bài, chúng ta biết được là đối tượng mà chúng ta viết thư cho là ai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ôn tập lại một chút cái hình thức để mà chúng ta viết thư nhá. Rồi, như mình đã nói với các bạn là khi mà chúng ta viết thư, chúng ta sẽ phân ra thành formal und informal brief nhá, or email. Rồi, trang trọng hay là thân thiết, hình thức hay là không hình thức. Cái nào? Rồi, với formal brief thì chúng ta sẽ sử dụng Anrede, lời chào đầu thư là sehr geehrte Damen und Herren, comma. À, các bạn đừng quên dấu phẩy nhé. Rồi, nếu như các bạn không biết cái người nhận thư của mình là ai, ví dụ các bạn viết thư cho một cái công ty nào đó nhé, viết thư cho một cái cơ quan nhà nước nào đó mà không biết ai sẽ người nhận thư của mình, bạn có thể sử dụng cái lời chào đầu thư như thế này: sehr geehrte Damen und Herren. Còn nếu như các bạn biết là mình sẽ viết thư cho ai, sehr geehrte Frau und dann der Nachname. Zum Beispiel sehr geehrte Frau Schneider, comma. Các bạn lưu ý ở đây, khi mà chúng ta viết cái lời chào đầu thư này, chúng ta chỉ sử dụng tên họ thôi. Chúng ta không viết tên gọi vào đây. Ví dụ như là cô đó tên là Lisa Schneider, chúng ta không viết là sehr geehrte Frau Lisa Schneider. Nein, sondern nur sehr geehrte Frau Schneider. Nur mit dem Nachnamen, ja? Rồi, và tương tự với đàn ông thì chúng ta có sehr geehrte Herr und comma. Các bạn lưu ý ở đây là với phụ nữ thì chúng ta sẽ sử dụng geehrte kết thúc là e. Còn với đàn ông thì chúng ta sử dụng geehrte kết thúc là er. Oops, das ist aber zu viel. So, er, ja, so ist das. Và lời chào cuối thư sẽ là mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen. Và các bạn lưu ý ở đây, chúng ta không dùng comma. Nhiều bạn đánh dấu phẩy ở đây là không có đúng nhá. Chúng ta không dùng dấu phẩy ở dưới, ở sau cái lời chào cuối thư. Ok. Rồi, tương tự thì với bức thư informal nhá, thân thiết, thì chúng ta có những cái Anrede formal như là lieber cho phụ nữ, lieber Anna zum Beispiel, và ở đây chúng ta sẽ dùng tên gọi, der Vorname. Oder lieber Peter, nếu như là đàn ông, yeah, một người bạn là nam, ở đây các bạn lưu ý đến đuôi của lieber, yeah, und lieber, lieber. Oder hallo, yeah, hallo Anna, oder hallo Peter, und comma, yeah. Và chào cuối thư chúng ta có thể sử dụng liebe Grüße, oder viele Grüße, yeah. So ist das. Và một cái trường hợp nữa. Cái nào? Trường hợp này thì nó hơi gemischt. Yeah? Giữa formal và informal. So, ví dụ như trong cái đề bài này. Ihr neuer Kollege, Herr Schmidt, hat Sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstagsfeier im Büro eingeladen. Schreiben Sie an Herr Schmidt. Also Herr Schmidt là ai? À, là một cái người đồng nghiệp của mình. Ein Kollege. Ja? Và cái người đồng nghiệp này muốn mời mình đến bữa tiệc sinh nhật của anh ấy. Thì ở đây các bạn thấy là ok, Herr Schmidt có nghĩa là gì nhỉ? Mình không có thân thiết với cả cái người này lắm. Mình sử dụng cái hình thức trang trọng nhưng mà cũng không đến cái mức là mình không hề biết người đó. Nhá? Tức là mình vẫn trang trọng nhưng mà mình quen biết người đó. Thế nên là mình sẽ dùng một cái hình thức nó hơi gemischt ở đây với những cái đề bài như thế này. Nhá, bạn lưu ý, bạn đọc kỹ đề bài. Với cả cái trường hợp tùy cái tình huống. Rồi, liebe Frau Schneider oder liebe Herr Schneider. Genau, ja. Chúng ta gemischt giữa formal và informal. Also liebe Frau và tên họ. Und liebe, also liebe Herr, tên họ. Genau, và chào cuối thư chúng ta có thể sử dụng herzliche Grüße. Chứ chúng ta không dùng liebe Grüße, bởi vì chúng ta không có mối quan hệ quá thân thiết với cái người đó.
nhá. Cái nó rồi ta sẽ đây làm cái trường hợp đặc biệt nhá. Rồi với cái đề bài chúng ta vừa đưa ra, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc một cái đoạn một cái bài viết mẫu nhá. Liebe Susanne, ich möchte dich zu meiner Geburtstagsparty einladen. Die Party findet an diesem Samstag um 18 Uhr statt. Du kannst gerne deinen Freund mitnehmen. Wie kommst du? Wir trinken Bier. Du sollst am besten mit dem Fahrrad kommen oder ein Taxi nehmen. Ich hoffe, dass wir uns am Samstag sehen. Liebe Grüße, Anna. Okay. Rồi, khi các bạn nhìn thấy bức thư này, các bạn thấy là gì nhỉ? Trước tiên, chúng ta sẽ phải biết Anrede. Anrede là lời chào đầu thư. Chúng ta vừa mới học rồi nhá. Các bạn đọc kỹ đề bài, xem tình huống đó là gì và chọn cái lời chào đầu thư phù hợp. Sau đó đến đoạn text. Một cái đặc biệt trong tiếng Đức đó là chữ cái đầu tiên của cái phần đoạn text sau Anrede, chúng ta không viết hoa. Ngoại trừ trường hợp đó là ngôi di lịch sự này, hay là tên riêng. Còn lại chúng ta viết thường, chúng ta không viết hoa. Nhiều bạn viết hoa ở đây thì là chưa chính xác nhá. Bởi vì các bạn thấy là trước cái sau cái Anrede nó là một dấu phẩy. Thế nên chúng ta sẽ viết thường. Và các bạn thấy là người Đức họ viết về bên trái, chứ không có như tiếng Việt là lùi vào một ô rồi mới viết cái nào. Rồi và cái nào các bạn thấy là gì nhỉ? Mỗi cái Stichpunkt, cái gạch đầu dòng mà họ đưa ra đề bài, chúng ta cần phải viết được 1 đến 2 câu. Chúng ta không nên viết quá dài, không nên viết quá dài dòng nhá. Chúng ta nên viết ngắn gọn và đầy đủ thôi. Và các bạn lưu ý là viết cái câu đầy đủ chủ ngữ này, động từ và tân ngữ nếu có nhá. Và chúng ta cũng chú ý đến cái nominative, accusative or dative, ngữ pháp nhá. Và ở đây thì các bạn không nhất thiết là phải viết một cái bức thư mà perfect, đúng ngữ pháp rồi chuẩn ngữ pháp như này hay kia. Các bạn viết chia sai động từ hay là dùng sai giới từ, các bạn sợ là các bạn không được điểm thì không có cái chuyện đó. Mà ở đây thì họ sẽ chấm thứ nhất là các bạn có hoàn thành đề bài không. Đấy, is the Aufgabe erfüllt? Có hoàn thành đề bài không? Và có cái sử dụng đúng cái Anrede và Gruß không? Cái hình thức viết thư có phù hợp với cả cái tình huống mà họ đưa ra trong đề bài hay không? Đấy, còn ngữ pháp rồi từ vựng nó chỉ là một phần ở trong đó thôi. Genau, so ist das. Okay, hat jemand sonst noch eine Frage dazu? Có ai có câu hỏi về cái phần này nữa không? Ok, bạn Trần Tiến Đạt mới học được một nửa A1 thì tất nhiên là có nhiều cái bạn sẽ chưa hiểu nhá. Cái nào bởi vì cái từ vựng của mình còn hạn chế. Đấy, thế nên là em nên dành thời gian để mà ôn tập lại từ vựng nhá. Và khi mà em hoàn thành xong cái trình độ A1 thì em mới nên dành thời gian để mình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi. Rồi bạn Tân muốn ôn thi nghe. Ok. Rồi. Great. Mình sẽ bắt đầu từ trình độ A1 và sau đó mình sẽ tăng dần lên cái trình độ khác cao hơn nhá. Cái nào chứ không phải là mình và buổi học nào mình cũng sẽ chỉ làm những cái bài thi trình độ A1 không? Đó. Ok, Herrn chúng ta không dùng ở Anrede. Herrn có khi mà chúng ta sử dụng cái ngữ pháp này nó ở trình độ cao hơn trình độ A1 nhá. Ví dụ như là ở Dative chẳng hạn. Rồi, mình sẽ nói là okay, ich möchte mit Herrn Schneider sprechen. Thì ở đây mit cộng với dative thì mình sẽ thêm đuôi n vào từ Herr. Còn ở Anrede
thì nó sẽ luôn luôn là lieber Herr oder sehr geehrter Herr. Chứ sẽ không có Herrn ở đó. Ja? Rồi, noch andere Fragen? Nein. So. Hiền Nguyễn có hỏi là khi nào sẽ dùng dich và khi nào dùng mir. Cái này liên quan đến ngữ pháp. Cái nào dich chúng ta sử dụng khi mà cái nào khi mà đó là ở accusative. Rồi ví dụ như cái nào. Also, ich besuche dich. Ich besuche dich. Besuchen, jemanden besuchen. À, tân ngữ, trực tiếp. Ở đây, besuchen cộng với accusative. Nên chúng ta sẽ dùng dich. Aber, so, aber, zum Beispiel, ich helfe dir. Ja, ich helfe dir. Tôi giúp bạn. Helfen là động từ đi với dativ. Bởi vậy nên chúng ta sẽ phải dùng personal pronomen dativ của du là dir. Đây. Rồi, ngữ pháp này thì chúng ta sẽ học những cái trình độ A2 nhá, với những cái động từ đi với dativ. Còn trình độ A1 thì các bạn sẽ học về accusative và nominative và dativ nhưng mà với những cái giới từ. Nhá, giới từ chỉ vị trí. Cái nào còn bạn nào mà muốn ôn tập lại trình ngữ pháp trình độ A1 thì có thể xem cái video tổng hợp ngữ pháp A1 mình đã làm và up lên YouTube. Nhá, có thể chia sẻ lại các bạn ở sau cái buổi livestream này. Ok. So, alles klar. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. So, bây giờ chúng ta sẽ xem là các bạn có câu hỏi gì không. Nhá. Good. Okay. So, bạn Lam Út hỏi là học xong A1 nhưng em còn yếu. À rồi, em nói còn yếu thì em yếu cái phần nào? Nhá, phần nghe, phần đọc hay là phần viết hay phần nói? Đó. Thì em nên xem là cái trình độ của mình đang ở đâu nhá, mình còn phải cải thiện cái gì. Đó, và em sẽ ôn tập lại cái phần đó chứ không nhất thiết là phải học lại từ đầu. Nhá, thì em có thể tham gia những cái khóa học với cả Prima Deutsch. Thì những cái khóa học Prima Deutsch thì sẽ tổng hợp những cái kiến thức rất là căn bản cho các bạn. Và cái nội dung dạy là sẽ được được chính do chính mình là biên soạn. Bởi vì mình đã từng dạy rất là nhiều những cái lớp dành cho người nhập cư ở bên Đức rồi. Đấy, và mình biết là những cái nội dung kiến thức nào là quan trọng, là cần thiết cho mọi người. Và mình sẽ đưa vào những cái nội dung giáo trình dạy. Thế nào, và những cái khóa học về Prima Deutsch luôn luôn có đi kèm với cả những cái bài để luyện thi, giúp cho các bạn làm quen với cả cái cấu trúc đề thi. Là hầu hết tất cả các bạn học viên đó, đều là anh chị lớn, có gia đình, đi làm đó. Thi A1 thì đều đỗ ngay lần đầu tiên. Cái nào, đấy, cái quan trọng nó là cái phương pháp học nữa nhá. Rồi. Ok, Nguyễn Văn Tuyền, livestream sẽ được lưu lại trên Facebook này nhá. Rồi. Mình bạn Huỳnh Trung Kiên học xong A2 mà vẫn còn yếu phần nghe. Ok, rồi thì các bạn có thể theo dõi lại cái buổi livestream lần trước. Mình có chia sẻ về những cái kỹ năng khi làm bài nghe nhá. Và các buổi tới thì mình sẽ cùng với nhau làm quen với cả những cái dạng đề thi ở những cái trình độ cao hơn. Ok. So, good. Ok, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Rồi, nếu như các bạn thích cái nội dung của buổi học này và muốn có thêm nhiều cái buổi học livestream tiếp theo nữa thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận. Yeah. Hãy chia sẻ video này nếu như các bạn thấy nó hữu ích. Ok, rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học tiếp theo. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und schönes Wochenende auch. Ja, yeah? Ok. So.